Thứ nhất là trình bày được cơ chế tác dụng, chỉ định và chống chỉ định của T3, T4 và nhóm thuốc kháng giáp tổng hợp. Thứ hai là giải thích được tác dụng không mong muốn của T3, T4 và các thuốc kháng giáp. Và cuối cùng là chúng ta có thể vận dụng được hai nhóm thuốc này trong điều trị. Tức là cái buổi hôm nay đó, mình sẽ học hai nhóm thuốc. Một nhóm thuốc đó là học vô tuyến giáp, dùng để điều trị suy giáp, dùng để điều trị suy giáp. Và cái nhóm thuốc thứ hai là nhóm thuốc kháng giáp, là những cái thuốc ức chế quá trình tổng hợp học vô tuyến giáp để điều trị những cái trường hợp cường giáp. Thì cái tuyến giáp là một tuyến nội tiết nằm ở trước vùng thông khí quản. Thì ở đây em nhìn thấy cái này là mặt trước của tuyến giáp, ở đây là mặt sau của tuyến giáp. Thì ở mặt sau của tuyến giáp thì em thấy có cái tuyến cận giáp. Cái tuyến cận giáp này thì thường là có thể có 4 tuyến cận giáp hoặc là 6 tuyến cận giáp, một số người có tới 6 tuyến cận giáp. Và cái tuyến giáp được cấu tạo bởi nhiều nang giáp. Thì đây là một nang giáp ha. Thì nang giáp thì gồm có đây là một nang giáp. Nang giáp thì gồm có những cái tế bào nang giáp. Tế bào nang giáp thì ở đây là cực trái, đây là cực đỉnh, đây là những cái mạch máu xung quanh cái nang giáp. Thì cái hormone T3 và T4 được tổng hợp ở tế bào nang giáp, được tổng hợp ở tế bào nang giáp và nó sẽ dự trữ ở trong lòng nang giáp với cái dạng gắn kết với tirocrolin. Rồi ở cạnh nang giáp có tế bào cạnh nang giáp, thì cái tế bào này nó sẽ sản xuất ra một cái loại hormone để tham gia chuyển hóa canxi. Thì học môn tuyến giáp gồm có tetraethyl tyrosin, mình gọi tắt là T4, triethyl tyrosin gọi tắt là T3. Hai cái học môn này được tổng hợp từ cái nguyên liệu là iốt và được tổng hợp ở tế bào nang giáp. Còn một cái học môn nữa là calcitonin, thì calcitonin được sản xuất bởi cái nhóm tế bào cạnh nang giáp, là hormone tham gia chuyển hóa canxi. Ở bài này đó, cô chỉ đề cập tới T3 và T4 thôi, cô không có đề cập tới canxi nha, không có đề cập tới calcitonin. Thì cái quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp nó diễn ra gồm các giai đoạn như sau: là giai đoạn bắt iốt, giai đoạn iốt hóa tyrosin, giai đoạn oxy hóa iốt, giai đoạn iốt hóa tyrosin, tức là gắn iốt và acid amin tyrosin, và giai đoạn phóng thích T3 và T4 vào trong máu. Và để tổng hợp nguyên liệu để tổng hợp lên T3 và T4 đó là iốt. Và cái nhu cầu cần iốt trong ngày của mỗi người trưởng thành đó là khoảng 150 cho tới 200 microgram. Và cái nguồn cung cấp iốt cho cơ thể từ thức ăn, từ nước uống, từ một số thuốc mình sử dụng trong điều trị á, có iốt đó, ví dụ như lithium và bài bọc carbon, một số thuốc mình sử dụng điều trị bệnh đó thì nó có iốt thì có. Và một cái nguồn nữa là thu lại từ quá trình tổng hợp hoặc phân tích giáp, thì cái này để chút xíu mình sẽ nói sau ha. Đây là tế bào nang giáp, đây là bên trái, phía trong là bình đỉnh, ở bên trong là trong lòng nang giáp thì nó chứa tyrosin. Cái iốt mà được hấp thu qua đường tiêu hóa là nó ở dạng iốt đưa, ở dạng iốt đưa, và cái nồng độ iốt ở trong máu nó thấp hơn nồng độ iốt ở trong tế bào nang giáp. Và để vận chuyển đưa iốt từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao đó, cái vận chuyển này ngược chiều với biên độ nồng độ. Thì ở đây cái giai đoạn bắt iốt này
là ở cái bụng trái á, nó có cái bơm iốt. Cái bơm iốt này nó sẽ bơm iốt thì nó đưa vào trong tế bào gan giác. Tới cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn oxy hóa iốt. Giai đoạn oxy hóa iốt thì iốt đưa đó dưới tác dụng của men peroxida và dưới sự hiện diện của H2O2 đó, thì cái iốt đưa này nó sẽ được oxy hóa, nó qua cái phản ứng oxy hóa thì nó sẽ thành cái dạng iốt, mà iốt ở dạng oxy hóa đó, và cái dạng này là cái dạng thuận tiện để thuận lợi để cho nó gắn vào axit amin tyrosin, nó gắn vào axit amin tyrosin. Thì ở cái cực trái đó, thì iốt ở dạng oxy hóa đó, nó sẽ gắn vào axit amin tyrosin. Mình biết cái axit amin tyrosin này nó ở đâu không? Nó nằm trong cái tyrosin đó. Tyrosin nó là một polypeptide. Nó là một polypeptide thì ngay cái vị trí axit amin là tyrosin đó. Thì cái iốt nó sẽ gắn vào cái axit amin tyrosin. Cái giai đoạn này gọi là giai đoạn iốt hóa tyrosin. Nó gắn iốt vào axit amin tyrosin. Nếu mà một cái iốt gắn vào một tyrosin thì mình có cái monoiodotyrosin là MIT đó, viết tắt là MIT. Hai cái MIT kết hợp với nhau tạo thành DIT là diiodotyrosin. Rồi một cái MIT kết hợp với một DIT thì tạo thành diiodotyrosin và T3. Hai cái DIT kết hợp với nhau thì tạo thành tetraiodotyrosin, mình gọi tắt là T4. Tức là ở trong trong lòng nan giáp đó, thì nó gắn trong tetraiodotyrosin thì nó có MIT, DIT, T3 và T4. Trong đó T3 và T4 đó, là hormone tuyến giáp. Còn MIT và DIT là tiền chất của hormone tuyến giáp. Tới cái và cái lượng hormone tuyến giáp T3 và T4 dự trữ ở trong lòng nan giáp cơ thể phải sử dụng 2-3 tháng để mới có cái kho dự trữ này. Cho nên nếu mà vì lý do nào đó mà nó ảnh hưởng tới cái quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp thì phải vài tháng sau nó mới có biểu hiện là thiếu hormone này. Khi nào cạn cái kho dự trữ này thì mình mới thấy cái biểu hiện thiếu hormone tuyến giáp. Tới cái giai đoạn là phóng thích T3 và T4 vào trong máu thì theo cái cơ chế ẩm bào đó thì một giọt keo, tức là một giọt tyrosin có chứa MIT, DIT, T3, T4 đó, nó được hấp thu vào trong tế bào vào trong tế bào nan giáp đó. Và cái giọt keo này nó sẽ chịu tác động của một men ly giải protein men cao cấp ta. Cái men này nó sản xuất từ ly sung cơm á, cái men này nó sẽ làm tan cái tyrosin, làm tan cái tyrosin thì còn lại MIT, DIT, T4 và T3. T4 và T3 thì sẽ được phóng thích vào trong máu. Còn MIT, DIT hai cái tiền chất này nó sẽ tiếp tục chịu sự tác động của một cái men thử iốt để iốt ina. Cái men này nó sẽ cắt iốt ra khỏi axit amin tyrosin và cái iốt này nó sẽ trở lại quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp. Cái iốt này sẽ trở lại quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp. Tóm lại để cung cấp iốt để thực hiện tổng hợp hormone tuyến giáp thì từ nguồn thức ăn thức uống nè, từ một số thuốc mình sử dụng trong điều trị nó có iốt và iốt cung lại từ quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp. T3 thì có 20% được tổng hợp ở tuyến giáp, còn 80% thì nó được tạo thành ở ngoài tuyến giáp. Cái 80% T3 được tạo thành ở ngoài tuyến giáp á, T4 nó mất một iốt. Dưới tác động của men để iốt ra nó sẽ cắt mất một iốt để tạo thành cắt mất một iốt của T4 để tạo thành T3.
Còn T4 thì nó chỉ được tổng hợp ở tuyến giáp thôi, nó không có được tổng hợp ở ở ngoài tuyến giáp. Giữa T4 và T3 đó thì cái dạng tác dụng chính ở tế bào là dạng T3. Ở trong máu thì T3 và T4 là ở dạng tự do, chỉ một phần nhỏ thôi, còn đa phần là nó gắn kết với protein. Thì mấy em đã học cái phần dược lý đại cương với thị chữ rồi đó, thì mấy em biết là thuốc đó, nó ở dạng tự do nó mới có tác dụng, hay là dạng gắn kết với protein nó mới có tác dụng. Dạng tự do nó mới có tác dụng nha, nó ở dạng tự do nó mới có tác dụng, nó mới bị chuyển hóa. Còn ở dạng gắn kết với protein thì nó sẽ không có tác dụng và nó không bị chuyển hóa. Thì trong những cái dạng mà gắn kết với protein á, thì hormone tuyến giáp nó có ái lực mạnh nhất đối với alpha 2 choline, tức là dạng này nè, nó có ái lực mạnh nhất đối với alpha 2 choline. Cho nên khi mà mình sử dụng một cái thuốc nào đó, nó cũng có ái lực mạnh đối với alpha 2 choline nữa, thì nó sẽ đẩy cái T3 và T4 ra ở trạng thái tự do, thì nó sẽ làm tăng tác dụng của T3 và T4. Còn thí dụ ha, ví dụ như trên bệnh nhân bị cường giáp, nếu một bệnh nhân sử dụng aspirin đó là nó có ái lực mạnh đối với alpha 2 choline, cho nên nó sẽ đẩy cái T4 và T3 ra ở trạng thái tự do, thì cái triệu chứng cường giáp nó sẽ mạnh hơn, nó nặng hơn. Hoặc là khi mà mình suy giáp á, mình điều trị bằng hormone tuyến giáp á, thì nếu mà mình sử dụng chung với aspirin thì cái tác dụng của hormone tuyến giáp á, nó sẽ mạnh hơn, nó làm tăng tác dụng của hormone tuyến giáp. Ở trong máu thì T4 chiếm đến 90%, T3 chỉ chiếm 10% thôi. Nhưng mà tới tế bào đó, cái dạng tác dụng chính ở tế bào là dạng của T3, tức là đa số T4 nó sẽ được chuyển thành T3 ở tế bào đích. Nói về tác dụng của T3 và T4, tác dụng trên chuyển hóa. Mấy em học sinh lý nha, chuyển hóa là gì nha? Chuyển hóa là quá trình gì ở trong cơ thể mình gọi là chuyển hóa? Chuyển hóa là nó gồm bao gồm hai cái quá trình lớn, là quá trình đồng hóa và quá trình chuyển hóa. Quá trình đồng hóa là quá trình tổng hợp các chất, là quá trình phosphorylation hóa đó, là quá trình tổng hợp các chất. Còn cái quá trình dị hóa là quá trình phái hóa các chất để tạo ra năng lượng, tức là quá trình oxy hóa đó. Nên thì hai cái quá trình lớn ở trong cơ thể là quá trình đồng hóa và quá trình chuyển hóa, mình nói chung là chuyển hóa trong cơ thể. Chuyển hóa cơ bản là gì? Chuyển hóa cơ bản là chuyển hóa trong điều kiện cơ thể mình nghỉ ngơi hoàn toàn. Trong cơ thể mình nghỉ ngơi hoàn toàn, ví dụ như là mình ngủ, mình không hoạt động gì hết, mình ngủ thì cái não mình có hoạt động không? Có hoạt động ở mức tối thiểu. Tim mạch có hoạt động không? Có, cũng ở mức tối thiểu. Hệ hô hấp, hệ tiêu hóa cũng vậy ha. Tất cả những cái hệ trong cơ quan đó nó cũng có hoạt động, nhưng mà hoạt động ở mức tối thiểu, thì mình gọi cái này là chuyển hóa cơ bản. Chuyển hóa cơ bản thì hormone tuyến giáp đó, nó làm tăng chuyển hóa cơ bản, nó làm tăng quá trình đồng hóa và quá trình chuyển hóa, nhưng mà ở cái điều kiện cơ thể mình nghỉ ngơi hoàn toàn. Nói về tên chuyển hóa protein thì cái hormone này đó, em nhớ là một cái đặc điểm chung đó là cái hormone này á, nếu nó làm tăng chuyển hóa không? Chuyển hóa thì tức là cái quá trình đồng hóa và quá trình dị hóa. Nếu mà ở liều sinh lý á, thì cái quá trình đồng hóa nó sẽ hơi trội hơn chút. Còn nếu mà ở cái liều cao á, thì cái quá trình dị hóa nó sẽ trội lên. Cho nên ở cái liều trên chuyển hóa protein đó, thì ở liều sinh lý á, thì nó làm tăng tổng hợp protein. Còn nếu mà ở cái liều cao thì nó làm tăng thoái hóa protein. Còn trên chuyển hóa resist thì đây là cái hormone làm tăng đường huyết. Dưới tác dụng của hormone tuyến giáp thì cái đường huyết nó sẽ tăng theo kiểu là đường huyết nó tăng vọt lên sau khi ăn, sau đó nó sẽ nhanh chóng trở lại bình thường. Trên chuyển hóa lipid thì cái hormone này nó sẽ làm thoái hóa cholesterol, thoái hóa lipid và triglycerid. Cho nên ở những cái bệnh nhân tuyến giáp em thấy bệnh nhân có cái tình trạng
bị xơ bữa thành mạch do tăng cholesterol. Nó làm tăng chuyển hóa, nó làm tăng chuyển hóa cơ bản, cho nên nó sẽ làm lại mà chuyển hóa trong cơ thể cái phản ứng hóa học, cái phản ứng thì những cái phản ứng hóa học trong cơ thể thì nó cần có gì? Nó cần có enzyme và coenzyme, nó cần có enzyme và coenzyme. Thì những cái vitamin như là B1, B6, B12, vitamin C, đây là những coenzyme cần thiết để thực hiện những cái phản ứng hóa học trong cơ thể. Cho nên nó làm tăng chuyển hóa, cho nên nó sẽ làm tăng cái nhu cầu của cơ thể đối với vitamin B1, B6, B12 và vitamin C. Cho nên em thấy ở những cái bệnh nhân mà bị cường giáp thì sẽ có cái tình trạng thiếu các tương đối các vitamin này. Nó chuyển oxy chất, nó có vai trò là chuyển caroten thành vitamin A. Caroten là tiền vitamin A đó. Cho nên ở những cái bệnh nhân mà bị suy giáp á, em học bệnh học rồi, những cái bệnh nhân bị suy giáp á, thì bệnh nhân có cái triệu chứng gì mà biểu hiện cho cái tình trạng tăng caroten này nè. Bệnh nhân khi mà tăng caroten thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng gì? Bị vàng da do tăng caroten ha. Giống như là mình ví dụ như mấy em ăn một cái thức loại thức ăn gì mà em thích ăn nhiều cà rốt đó, nhiều cà rốt hoặc là đu đủ thì có cái triệu chứng vàng da do tăng caroten. Cái vàng da do caroten này nó khác với vàng da tắc mật là chỗ nào? Vàng da do tăng caroten đó thì nó chỉ có vàng da thôi, nó không có vàng mắt. Còn trong cái tắc mật đó, thì nó vừa có vàng da vàng mắt luôn. Nó học môn tiến giáp, nó có vai trò biện hóa tổ chức. Cái biện hóa tổ chức đó có nghĩa là thí dụ như khởi đầu mình một cái trứng gặp tinh trùng, nó kết hợp là một tế bào, xong rồi một tế bào này nó phát triển thành một nhóm tế bào giống nhau, sau đó một nhóm tế bào này dưới tác động của một số cái hormone trong cơ thể thì nó sẽ phân ra thành những cái mô khác nhau, thành những cơ quan khác nhau. Thì đây là cái tác dụng mà biệt hóa tổ chức. Thì hormone tuyến giáp nó có vai trò biệt hóa tổ chức, cho nên khi mà thiếu hormone tuyến giáp trong thời kỳ bào thai mà ở 3 tháng đầu của thai kỳ thì nó sẽ gây dị dạng bào thai. Cái người mà mang thai mà trong 3 tháng đầu của thai kỳ bị suy giáp thì nó sẽ có nguy cơ là gây dị dạng bào thai. Nó kích thích sụn liên hợp phát triển, nó thúc đẩy sự trưởng thành. Cái này á, sụn liên hợp là cái sụn mà để kéo dài cái xương đó. Cái này nó sẽ khác với cái trường hợp mà tăng hormone gen á. Ví dụ như ở cái hormone tuyến giáp á, mà nó tăng ở trẻ em còn phát triển chiều cao á, thì nó làm cho cái việc trưởng thành xương á nó kết thúc tốt, xương nó kéo dài nhanh, xong rồi nó kết thúc sớm, thì cái chiều cao nó cũng nó không có chiều cao quá cái mức bình thường so với chu kỳ của cơ thể này. Còn đối với hormone gen á thì cái phát triển, nếu mà nó tăng là ở thời kỳ mà nó còn phát triển chiều cao á, thì chiều cao nó sẽ tăng trưởng quá mức bình thường. Hormone tuyến giáp á, nó tác động nó phối hợp với hormone gen á, nó giúp cơ thể phát triển một cách toàn diện, tức là phát triển về thể chất, về thể chất và về trí tuệ. Nếu mà trường hợp mà thiếu hormone tuyến giáp á, thì nó sẽ thiếu hormone tuyến giáp á, thì nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển về chiều cao, và nó ảnh hưởng đến sự phát triển về trí tuệ, về cái sự phát triển của não á. Tác dụng ở trên tim mạch, thì cái hormone tuyến giáp này làm tăng nhịp tim, tăng sức co bóp cơ tim ha. Nó sẽ làm tăng nhịp tim, tăng sức co bóp cơ tim. Thì nếu mà tăng nhịp tim, tăng sức co bóp cơ tim, tăng dung lượng tim thì nó sẽ ảnh hưởng tới huyết áp gì nha? Huyết áp tâm thu ha. Cho nên cái hormone này nó sẽ làm tăng huyết áp tâm thu. Và trên cái huyết áp tâm trương á, thì một số chất mà nó được thảy ra trong cái quá trình chuyển hóa đó thì nó làm giãn mạch. Nó làm giãn mạch, cho nên nó sẽ làm giảm cái huyết áp tâm trương. Nhưng mà nếu mà tính về huyết áp trung bình đó, thì nó sẽ không thay đổi. Huyết áp trung bình là huyết áp tối đa cộng với huyết áp tối thiểu chia 2 đó.
thì áp trung bình thì nó sẽ không không thay đổi. Tác dụng lên thần kinh trung ương thì cái hormone tuyến giáp nó kích thích sự phát triển về kích thước và chức năng của não. Kích thước là nó phát triển lên cái về kích thước và chức năng của não, cho nên trên cái đứa trẻ mà bị suy giáp bẩm sinh á, nó sẽ cái não nó sẽ là ảnh hưởng tới cái kích thước của não, nó cái kích thước của não nó sẽ nhỏ hơn bình thường. Và thứ hai nữa là cái sự phát triển về trí tuệ nó sẽ ảnh hưởng, cái đứa trẻ nó sẽ bị ngu đần, cái não nó nhỏ mà cái kích thước của não nó nhỏ hơn bình thường và nó bị ngu đần. Tác dụng kích thích thần kinh trung ương, nếu mà cái hormone này sản xuất nhiều trong trường hợp bị cường giáp thì nó sẽ gây ra cái nó kích thích thần kinh trung ương đó, nó sẽ gây ra tình trạng căng thẳng, lo lắng quá mức, cho nên rất là khó ngủ. Cái này gặp ở cái trường hợp mà bệnh nhân bị cường giáp, hoặc là mình sử dụng cái hormone tuyến giáp đó, mà mình sử dụng cái liều cao đó, nó sẽ gây khó ngủ. Rồi tác dụng lên thần kinh cơ, còn này ngược lại suy giáp là gì? Còn ngược lại suy nếu mà suy giáp thì trên thần kinh nó ức chế thần kinh trung ương thì nó sẽ biểu hiện gì? Giảm trí nhớ, buồn ngủ, hồi đau ngủ đó. Hai cái này thì ngủ không được, còn cái suy giáp thì nó sẽ giảm trí nhớ, rồi nó sẽ buồn ngủ. Và tác dụng trên thần kinh cơ thì nó làm tăng phản xạ đơn phương. Cái tăng phản xạ đơn phương này đó là nó tăng phản xạ đơn phương này là do nó làm tăng chỉnh truyền thần kinh qua các sinh áp điều khiển trung cơ ở vùng tủy sống đó, gây rung tay ở trong bệnh lý cường giáp đó, là rung tay với biên độ nhỏ và tần số lớn, tức là nó rung nhẹ bệnh nhanh đó. Biên độ là cái mức dao động này và nó rung nhanh đó. Và thường thì nó rung ở đầu chi, cho nên để phát hiện trong cái rung tay ở trên cường giáp thì đem khám thường nên làm gì để đem phát hiện cái rung tay cho cường giáp nè, theo học sinh Stulet á, để phát hiện cái rung tay cho cường giáp thì sao? Mình để vậy, tại vì nó rung tay cái biên độ nhỏ quá, mình quan sát rung tay thì không thấy, nhưng mà mình quan sát cái tờ giấy nó rung á thì dễ thấy hơn ha. Rồi cái dấu hiệu thiếu cơm, nếu mà thiếu cái mà tăng hormone tuyến giáp á thì nó sẽ làm thoái hóa protein, cho nên nó sẽ gây teo cơ, nó gây thiếu cơ. Cái thiếu cơ này đó khám ở trong cái để phát hiện cái hội chứng cường giáp á, em có nghe khám cái dấu hiệu gáy đẩu không? Dấu hiệu gáy đẩu để nói lên cái tình trạng thiếu cơ tứ đầu đùi á, cho bệnh nhân ngồi xổm, tức là ngồi dưới thấp á. Nếu mà bình thường không có cái thiếu cơ này á thì sẽ đứng lên bình thường, mình có thể đứng lên bình thường. Còn khi mà cái cơ tứ đầu đùi bị thiếu á, mình đứng lên không được, mình phải chắp tay mới đứng nghe được. Thì cái này gọi là dấu hiệu gáy đẩu dương tính, để nói lên cái tình trạng thiếu cơ tứ đầu đùi. Trong cái khám để phát hiện hội chứng cường giáp á thì người ta cũng hay khám cái dấu hiệu này. Hô hấp thì cái hô hấp này nó cũng làm tăng biên độ và tần số hô hấp thì nó cũng đi theo cái chuyển hóa thôi ha. Chuyển hóa để thực hiện những cái phản ứng hóa học thì nó cần có oxy và nó thải ra CO2, thì hô hấp thì nó cũng tăng theo ha, để lấy nhiều oxy và nó thải CO2 ra. Rồi trên đường tiết niệu em thấy là tăng nhịp tim, tăng sức co bóp cơ tim thì nó sẽ làm tăng cung lượng tim ha, cho nên bệnh nhân sẽ trên là đường tiết niệu á, bệnh nhân cũng sẽ có cái triệu chứng tiết niệu nhiều do tăng cung lượng tim. Ở trên đường tiêu hóa, thì nó làm tăng tiết dịch ruột và tăng nhu động ruột, cho nên ở những cái bệnh nhân mà bị cường giáp thì mấy em thấy bệnh nhân có triệu chứng gì? Có khuynh hướng gì? Bị tiêu chảy. Còn mà những cái bệnh nhân mà bị suy giáp thì sẽ có khuynh hướng táo bón. Cơ chế tác dụng của hormone tuyến giáp thì cái hormone tuyến giáp này á có cái receptor nằm ở phía bên trong tế bào ha. Thì hormone tuyến giáp á nó sẽ di chuyển vô trong tế bào. Thứ nhất là nó tác dụng lên trên tinh thể, nó tác dụng trên tinh thể, nó làm tăng tổng hợp ATP
ATP là một cái dạng năng lượng hóa học, hay là nó sẽ gắn lên một số tế bào đích để nó phát huy tác dụng á. Còn ví dụ, hay là ví dụ như cái bơm Na cộng K cộng AT3 trên này tế bào á, cái bơm này nó hoạt động á, nó đưa kali với lại natri di chuyển qua lại mạng tế bào đó. Vậy thì mấy em có nhớ là nó đưa natri đi đâu, nó đưa kali đi đâu không? Nó đưa natri đi đâu? Đi ra. Nó đưa kali đi vô ha. À, chính xác là vậy ha, nhưng mà để mình có cơ sở để cho mấy em dễ nhớ hơn ha, là mấy em nhớ là ở phía bên trong tế bào á là nồng độ kali nó luôn luôn cao, còn ở phía bên ngoài á là nồng độ natri nó luôn luôn cao hơn ở phía bên trong. Nếu mà mình để tự nhiên vậy á, một hồi nó sẽ có cái tình trạng kali phía bên trong á nó sẽ bớt tán đi ra ngoài, natri á ở phía bên ngoài nó sẽ bớt tán vô trong tế bào, và để tái lập lại cái điện thế màng tế bào á thì phải nhờ có cái bơm này. À, nó sẽ bơm, nó bơm kali nó trả vô trong tế bào, và nó bơm natri nó trả ra phía bên ngoài. Cho nên ví dụ như nếu mà có một cái câu hỏi mà nó sâu hơn nữa, thì trong trường hợp mà cái hormone tuyến giáp này nó tăng á, thì nó làm tăng hay là giảm kali máu, nó làm giảm kali máu, nó đưa kali vô trong tế bào đó. Nó đưa kali trở lại trong tế bào á, cho nên nó sẽ làm giảm kali máu. Ha, hoặc là trong cường giáp các em thấy bệnh nhân có cái triệu chứng giảm kali máu á. Rồi một cái cơ chế chính nữa là hormone tuyến giáp á, nó di chuyển vô trong nhân, nó vừa di chuyển vào trong nhân, nó sẽ gắn vào trong nhân, gắn vào receptor nằm trong nhân, thì cái phức hợp hormone receptor nó gắn vô trong ADN và nó làm biểu lộ một cái đoạn gen đặc hiệu. Từ cái đoạn gen đặc hiệu đó nó sẽ tổng hợp ARN thông tin, ARN thông tin đó, nó sẽ di chuyển ra ngoài bào tim để thực hiện quá trình tổng hợp protein. Thì đây là những protein có chức năng sinh học. Còn thí dụ ha, thí dụ như mấy em nói là hormone này nó làm tăng chuyển quá, không? Nó làm tăng chuyển quá trong cơ thể, thì để thực hiện những cái phản ứng chuyển quá đó thì cần phải có enzyme. Thì những cái protein này trong trường hợp này nó là những cái enzyme để thực hiện cái phản ứng hóa học. Hoặc là mấy em thấy cái hormone này làm tăng nhịp tim, tăng sức co bóp cơ tim, vậy thì trong cái tình huống đó cái protein này nó là receptor. Vậy cái receptor gì mà để nó làm, nó có tác dụng làm tăng nhịp tim, tăng sức co bóp cơ tim? Receptor gì? Beta 1. Nó làm biểu lộ cái receptor, nhiều cái receptor beta, tổng hợp nhiều cái receptor beta 1, cho nên cái chất giao cảm nó sẽ phát huy tác dụng, nó gắn ở đây nó sẽ phát huy tác dụng, cho nên nó làm tăng nhịp tim, tăng sức co bóp cơ tim. Để điều hòa sản xuất T3 và T4 theo cái trục hạ đồi tuyến niên tuyến giáp, cái hormone này nó cũng được sản xuất theo nhịp ngày đêm, bị stress hoặc là bị lạnh á, nó sẽ tác động lên trên cái chất dẫn truyền thần kinh ở vùng hạ đầu, nó kích thích sản xuất là hormone TRH. Hormone này nó sẽ tác động lên trên vị trước của tuyến niên, kích thích sản xuất là hormone TRH. Cái TRH này nó sẽ tác động lên trên tuyến giáp, và cái tuyến giáp này sử dụng nguyên liệu là iốt, thì để tổng hợp lên T3 và T4. Và khi mà cái lượng T3 và T4 á, nó tăng đến mức độ nào đó thì nó sẽ được điều chỉnh theo cái cơ chế feedback âm, là ức chế hạ đồi, ức chế tuyến niên để điều chỉnh sản xuất T3 và T4 ha. Thì có một cái bệnh lý nó có liên quan tới cái cơ chế điều hòa này, đó là bệnh bú giáp đơn thuần. Bệnh bú giáp đơn thuần, cái bú giáp đơn thuần á là chỉ có tuyến giáp to lên thôi, ngoài ra bệnh nhân không có triệu chứng gì hết ha. Thì đó là cái bệnh bú giáp đơn thuần. Thì một trong những cái nguyên nhân gây ra cái bú giáp đơn thuần là gì? Ăn uống thiếu iốt, tức là cung cấp thiếu cái nguyên liệu để tổng hợp lên T3 và T4, cho nên cái lượng T3 và T4 được tạo thành là nó đủ cho cái nhu cầu sinh lý bình thường, đủ cho cái nhu cầu sinh lý, cho nên mình không thấy cái triệu chứng gì của suy giáp hết. Nhưng mà nó chưa đủ cao để ức chế TSH, nó chưa đủ cao để ức chế TSH.
cho nên cái tê sắt này nó vẫn tiết ra, nó tiết ra thì nó làm cho cái tuyến giáp nó nở to ra ha. Nếu mà làm cho cái tuyến giáp nở to ra thì nó là bú giáp đơn phần. Nếu mà để tiếp tục thiếu cái nguyên liệu này tới mức mà cái lượng T3 và T4 này được tạo thành nó không đủ để cho nó cho cái nhu cầu sinh lý hàng ngày, thì lúc đó thì mình sẽ tới cái tình trạng bị suy giáp. À, cái bú giáp đơn phần thì thường có mấy nồng độ T3, T4 đó, nó bình thường, nhưng mà cái T sắt nè nó bị tăng, nó bị tăng cho nên cái tuyến giáp nó sẽ bị nở to ra. Còn suy giáp thì cái T4 này nó cũng giảm. T4 nó giảm mà T sắt thì nó tăng. Rồi một cái ngoài ra đó, thì nó còn có những cái cơ chế để điều hòa sản xuất T3 và T4. Dùng những cơ chế sản xuất T3 và T4 thì trên vùng hạ đồi có sản xuất ra somatostatin. Cái này nó cũng ức chế, nó tác dụng ức chế tổng hợp T3 và T4. Như là cobalamin, giống là glucocorticoid và vitamin A, retinoid nó cũng có tác dụng ức chế tổng hợp T sắt, cho nên ức chế T3 và T4. Rồi có một cái chất lượng nó cũng có tác dụng ức chế tổng hợp T3 và T4, đó là nồng độ iốt hữu cơ cao. Nồng độ iốt hữu cơ cao ha. Cái iốt là nguyên liệu để tổng hợp trên T3 và T4. Cái nhu cầu cần của một người dưỡng thành trong ngày là khoảng 150 cho tới 200 microgram ngày. Nhưng nếu mà mình sử dụng cái liều cao từ 5 mg trong ngày trở lên thì nó có tác dụng ức chế tổng hợp hormone tuyến giáp. Và cái ức chế tổng hợp hormone tuyến giáp này là ức chế theo hiệu ứng Bolkenkopf. Ức chế theo hiệu ứng Bolkenkopf ha. Thì ở đây cái hình A nè, cái trường hợp mà mình cung cấp iốt nó tăng từ 5 mg trở lên, cái nhu cầu trong ngày mình có 150 cho tới 200 microgram à. Nhưng mà nếu mình sử dụng liều cao từ 5 mg trở lên thì nó sẽ ức chế quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp, ức chế tất cả các giai đoạn và quan trọng nhất là cái giai đoạn phóng thích iốt ra phía bên ngoài. Ức chế tất cả các giai đoạn và quan trọng nhất là ức chế cái phóng thích T3 và T4 ra phía bên ngoài. Và cái hiệu ứng Bolkenkopf này á, nó có đặc điểm là nó cái tình trạng ức chế này á, nó tối đa khoảng 2 tuần thôi. Nếu mà mình tiếp tục mình sử dụng cái liều cao vậy nữa thì nó sẽ có cái tình trạng mất ức chế và nó trở về bình thường. Và sau đó nếu mình tiếp tục sử dụng liều cao nữa thì nó sẽ gây tình trạng cường giáp. Cho nên muốn sử dụng cái iốt vô cơ nồng độ cao này để ức chế tổng hợp hormone tuyến giáp thì người ta sử dụng tối đa là 2 tuần thôi, không sử dụng kéo dài. Cái hiệu ứng Bolkenkopf này là cái tên của hai nhà khoa học tìm ra cái hiệu ứng này. Ngoài ra cái nồng độ iốt hữu cơ nó cũng có tác dụng ức chế tổng hợp hormone tuyến giáp. Iốt hữu cơ tức là iốt mà nó gắn trong MIT và DIT á. Nếu mà trong lòng nan giáp mà nó chứa nhiều MIT và DIT thì nó cũng có tác dụng ức chế tổng hợp hormone tuyến giáp. Cái hormone tuyến giáp thì mình sử dụng chủ yếu là còn thì sử dụng qua đường uống. Đường tiêm chỉ sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp như là hôn mê do tuyến giáp thì mình mới sử dụng đường tiêm thôi. Còn thông thường thì mình sử dụng đường uống. T4 thì cái thời gian tán quỷ nó dài hơn là T3. T4 tác dụng yếu nhưng mà kéo dài. Còn T3 thì tác dụng mạnh nhưng mà ngắn. Và lưu ý nha là cái T4 này á nó sẽ qua được nhau thai nhưng mà qua ít thôi. Còn T3 thì nó sẽ không qua được nhau thai. Thế là nó không qua được nhau thai. Bởi vậy á cái người mang thai, cái người suy giáp mà không bị mang thai thì mình sẽ sử dụng cái loại nào để điều trị? T4 để điều trị ha. Và mình sử dụng cái liều cao hơn bình thường ha. Em nghĩ là không qua nhau thai, cái thuốc nào cũng nghĩ nó không qua nhau thai thì mình sẽ chọn thuốc để nó không ảnh hưởng đến con. Nhưng mà không phải, cái người suy giáp á, khi mà nó không thiếu hormone này á thì khi mà mang thai á thì cái bào thai nó cần cái hormone này để nó phát triển
nó phát triển, còn nếu mà thiếu thì nó sẽ gây suy giáp bẩm sinh đó, sẽ gây dị dạng bào thai đó. Cho nên khi các hậu môn này là mình sẽ chọn T4 để điều trị, và trong thời gian mang thai thì cái liều nó sẽ cao hơn, hai cái liều nó sẽ cao hơn bình thường, tại vì nó qua nhau hai lớp, lại theo cái nhu cầu của cái bào thai nữa. Rồi nó được chuyển hóa ở gan và nó được tái hấp thụ theo chu trình gan ruột. Bởi vậy cái này á, khi mà nói vậy á, mọi năm nó cũng nói chuyện tới đó rồi, nhưng mà cho ra câu hỏi trách nhiệm luôn, ai cũng tổng tay ba cho đó, cho vào đấy để điều trị cho cái người mà suy giáp của người mang thai là càng cũng tổng là tay ba cho đó, là làm em hiểu được á. Mình hiểu rồi, cái thuốc nào mà nó không mà mình cũng chọn là nó không qua nhau thai thì nó không ảnh hưởng tới thai, nhưng mà không phải, cái này nó khác nha. Rồi cái thuốc nó được chuyển hóa qua, nó được tái hấp thụ theo cái trình gan ruột, được tái hấp thụ theo cái trình gan ruột. Nên mất cái đại tử là được chuyển hóa của phần thuốc nó được chuyển hóa thực hiện bởi phản ứng liên hợp phần có không? Thì đây những cái thuốc mà nó được tái hấp thụ theo chu trình gan ruột, có thể là ví dụ như là T3, T4, liên hợp với ai chứ? Glucuronic mất tác dụng của T3 và T4, và nó phức hợp thì nó tan trong nước, sẽ được thấy ra cái bên ngoài. Cái thuốc hợp này nó sẽ được thấy ra theo đường mật. Từ từ tuyến giáp sẽ nhỏ lại, đó là cái cơ chế điều trị
bú chát đơn thuần. Rồi cái một tác dụng nữa là nó làm giảm tác dụng phụ suy giáp của nhóm thuốc kháng giáp tổng hợp. Cái bệnh cái hội chứng tụ giáp á, trong bệnh ba giờ đô, em có học cái bệnh ba giờ đô không? Bệnh ba giờ đô là một bệnh tự miễn, trong cơ thể mình sản xuất ra cái kháng thể, cái kháng thể đó nó có tác tác dụng giống như là tê tác vậy đó, nó kích thích lên tuyến giáp để nó làm cho tuyến giáp nó không có tác dụng chống như tê sắc á, cho nên nó kích thích tuyến giáp, nó làm tăng tổng hợp T3 và T4, phải không? Và T3 và T4 tăng thì nó sẽ gây hội chứng cường giáp. Gây hội chứng cường giáp. Tóm lại trong cái bệnh ta vừa đô đó là cái bệnh này là bệnh tự miễn. Thì cái nhóm thuốc kháng giáp tổng hợp mà chút xíu em học rằng là nhóm Dionamic đó, là cái nhóm thuốc này đó thì nó để dùng để điều trị hội chứng cường giáp trong bệnh ta vừa đô đó. Thì cái tác dụng mà làm khỏi bệnh của cái nhóm thuốc kháng giáp này đó là ngoài cái tác dụng mà nó ức chế tổng hợp hormone tuyến giáp thì nó còn là cái thuốc ức chế miễn dịch nữa, cái ức chế tạo kháng thể đó, cho nên thời gian điều trị mình sử dụng rất là dài, mình sử dụng thời cái phác đồ điều trị cường giáp thì ít nhất là 18 đến 24 tháng, và cái đây là bệnh tự miễn cho nên cái khả năng tái phát nó cao lắm, thì trong một số trường hợp á thì người ta mới điều trị tới là 8-9 tháng thôi thì là bệnh nhân bị có triệu chứng suy giáp, và khi mà bệnh nhân có triệu chứng suy giáp vậy á, nếu mà mình ngưng cái thuốc kháng giáp á thì cái tình trạng cường giáp nó sẽ chắc chắn nó sẽ tái phát trở lại. Giờ mấy em điều trị hết phát đồ đi thì cái tỷ lệ tái phát nó cũng tới 40-50% rồi, còn này là mình chưa hết phát đồ mà mình ngưng á thì nó sẽ tái phát. Và trong khi nếu mà trong những cái tình huống này đó, người ta sẽ không có ngưng thuốc kháng giáp, người ta không có ngưng thuốc kháng giáp tổng hợp mà người ta phối hợp thêm với cái hormone tuyến giáp. Thì đây là ba cái chỉ định chính của cái nhóm cái hormone tuyến giáp là điều trị tuyến giáp, điều trị bú giáp đơn thuần và giảm tác dụng phụ tuyến giáp của nhóm thuốc kháng giáp tổng hợp. Cái tác dụng không mong muốn, em nhớ rằng cái tác dụng không mong muốn của thuốc này á là cái là em nhớ là giống như là cái triệu chứng cường giáp, thường thì nằm ở cái liều cao, cái nhu cầu cần hormone tuyến giáp cho những cái bệnh nhân suy giáp là khoảng 150-200 mg nha, cho nên thường là cái liều này á, cái liều những cái tác dụng phụ này thường khi mình sử dụng liều cao, sử dụng liều cao từ 150 mg trở lên. Hoặc là có một số người đó không phải suy giáp mà là bú giáp đơn thuần đó, có sử dụng hoặc hormone tuyến giáp thì thường đó những cái biểu hiện mà bắt buộc người ta phải xét nghiệm theo dõi lại cái nồng độ ST4 và TSH đó là trường hợp mà ví dụ bị đánh trống ngực hồi hộp, cái liều nó chưa có tới cao vậy nhưng mà bệnh nhân có triệu chứng đánh trống ngực hồi hộp và run tay hoặc nóng đó thì người ta sẽ điều chỉnh giảm liều ra cho giảm liều. Rõ xương này khi mình sử dụng đọt con này cái liều cao đó kéo dài đó, thì nó sẽ gây ra tình rõ xương. Và cơn đau thắt lực đó là hay xảy ra ở những người có bệnh mạch vành á. Chống chỉ định, con thứ nhất ở những bệnh nhân bệnh suy vành, về nhồi máu cơ tim, cái mà học bệnh học rồi. Bệnh suy vành là gì nha? Bình thường để cho trái tim hoạt động bình thường thì nó sẽ phải có cái yêu cầu gì? Phải có sự thăng bằng giữa hai nhóm yếu tố gì? Cung cấp oxy cho cơ tim và cái nhu cầu sử dụng oxy cho cơ tim, hai cái này nó phải thăng bằng với nhau. Cung cấp oxy cho cơ tim là nó được thực hiện bởi cái gì? Bởi mạch vành. Cái nhu cầu sử dụng oxy cơ tim á, khi mà cái tim nó bóp mạnh hơn, bóp nhanh hơn thì nó sẽ làm tăng cái nhu cầu sử dụng oxy cơ tim lên, để cho cái tim hoạt động bình thường thì phải có sự thăng bằng giữa hai cái nhóm yếu tố là cung và cầu, cung cấp oxy cho cơ tim và nhu cầu sử dụng oxy cơ tim. Thì ở đây bệnh nhân bị suy vành á, suy vành là bệnh lý gì, là cái thành mạch
bị sơ vữa, trong đó cái mạch vành là mạch máu trung tim đó, nó bị sơ vữa cho nên nó sẽ ảnh hưởng tới cái cung cấp oxy cho cơ tim. Nó sẽ ảnh hưởng tới cái cung cấp oxy cho cơ tim. Cho nên là ở đây các bạn thấy rằng là suy vành thì nó làm giảm cung cấp và oxy cho cơ tim. Cho cơ tim, cho nên cái thăng bằng này nó bị phá vỡ, cho nên bệnh nhân sẽ có triệu chứng gì nè, bị cơn đau thắt ngực ha. Còn nhồi máu cơ tim là sao, cái học bệnh học rồi, nhồi máu cơ tim là sao? Nhồi máu cơ tim là một cái mức độ nặng hơn của suy vành nữa, là cái vùng đó đó nó thiếu máu tới mức nó hoại tử rồi, gọi là nhồi máu cơ tim ha. Cho nên ở những cái bệnh nhân mà suy vành hoặc nhồi máu cơ tim á, nếu mà mình là sử dụng cái hormone tuyến giáp thì nó sẽ làm cho cái tình trạng này nặng hơn. Là nặng hơn là sao, mấy em nhớ cái hormone tuyến giáp nó tác dụng lên tim làm gì? Tăng nhịp tim, tăng sức co bóp cơ tim, cho nên nó sẽ làm tăng cái nhu cầu sử dụng oxy cơ tim lên. Cái cá cân này nó bị đạt rồi thì nếu mà nó thêm, nó tiếp tục nó làm tăng cái nhu cầu sử dụng oxy cơ tim nữa thì cái cá cân này nó càng lên ha. Cho nên cái trong quy định là với lại nhồi máu cơ tim, nhồi máu cơ tim thì nó làm cho cái vùng nhồi máu lan rộng hơn, còn cái suy vành thì nó làm cho cái suy vành này nó nặng thêm, nó sẽ dẫn tới, nếu mà nặng thì nó sẽ dẫn tới nhồi máu cơ tim. Và trong quy định ở bệnh nhân đái tháo đường, tại sao vậy? Không có thể làm tăng đường huyết, nó sẽ làm nặng thêm cái tình trạng tăng đường huyết ở trên bệnh nhân đái tháo đường. Đó. Trong khi định ở những cái bệnh nhân mà bị suy bỏ thượng thận chưa điều trị, hay nhớ là hormone bỏ thượng thận nó sản xuất ra cái hormone gì để chống stress nè, cortisol ha, là cái hormone này để chống stress đó. Thì mình sẽ nói rõ hơn cái này nè. Cái suy giáp thì có suy giáp nguyên phát và suy giáp thứ phát ha. Suy giáp nguyên phát là cái tổn thương tại tuyến giáp, còn suy giáp thứ phát là những cái tổn thương ở vùng hạ đồi hay là ở tuyến yên ha, nó làm nó thiếu cái tê sắt ha. Thì cái suy giáp nào cũng vậy, phải điều trị, đưa học môn thay thế vào điều trị là học môn tuyến giáp, mình điều trị bằng T4 ha, cái nào cũng điều trị bằng T4. Nhưng mà nói với cái trường hợp mà suy giáp thứ phát do suy tuyến yên hay gặp nhất nè, mà mấy em thấy là trên tuyến yên á, nó có phải là nó có sản xuất một cái hormone tê sắt không? Không, nó còn sản xuất nhiều cái hormone khác nữa, hormone hướng sinh dục, hormone hướng bỏ thượng thận, hormone tăng trưởng vân vân ha. Cho nên suy giáp thì nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều hormone khác, và trong trường hợp mà suy giáp thứ phát do suy tuyến yên mà nó có thiếu ACTH ha, nó có thiếu ACTH. ACTH thì nó sẽ kích thích bỏ thượng thận sản xuất hydro cortisol đó. Nếu mà ở cái trường hợp này á, mà mấy em điều trị, mấy em cho cái suy giáp thứ phát, mà mấy em cho cái hormone tuyến giáp của trước, em cho cái hormone tuyến giáp của trước dùng một lượng cũng vậy thì sao? Thì cái mấy em thấy cái hormone tuyến giáp này làm tăng nhịp tim, tăng co bóp cơ tim, kích thích thần kinh nè, kích thích hô hấp, tăng phản xạ gân xương nè, tất cả những cái đó giống như là một cái stress trong cái cơ thể, cho nên nó sẽ làm cho cơ thể tăng cái nhu cầu đối với hydro cortisol. Thì khi đó mình cho cái hormone tuyến giáp vô để điều trị suy giáp, vậy đó thì bệnh nhân sẽ dẫn tới là suy bỏ thượng thận cấp. Suy bỏ thượng thận cấp đó là một cấp cứu đột pha đó. Cho nên trong trường hợp mà suy giáp thứ phát mà có suy bỏ thượng thận, mình phải điều trị cái suy bỏ thượng thận trước. Mình phải cái này là cho cái T4 vô, dĩ nhiên là trong trường hợp mà suy giáp thì mình phải cho điều trị suy bỏ thượng thận trước, mình cho hydro cortisol vô trước. Thường thì người ta cho hydro cortisol trước khoảng 24 giờ hoặc 48 giờ ha. Xong rồi sau đó mình mới cho cái T4 vô ha. Cái này là để cô giải thích trong quy định trong trường hợp mà suy bỏ thượng thận chưa điều trị. Nó tóm lại là tất cả những cái trong quy định trong trường hợp mà sử dụng hoặc vô tuyến giáp thì những cái trong quy định này cũng là trong quy định tương đối thôi, các bạn sống dịch tiền tốn. Tại vì nếu mà trong suy giáp nó thiếu hoặc vô tuyến giáp mà thiếu tới mức không mê cho suy giáp thì cũng không được. Hai những bệnh kèm theo đó mình phải điều trị những bệnh kèm theo đó, chứ không phải là chống
tổng hợp hơn tuyến giáp á, thì lúc trước có những cái chất tự nhiên, tức là những cái chất mà chiết xuất từ tuyến giáp trạng của động vật như là heo, bò, cừu, lợn rồi đó, thì cái này đó, hoặc là những cái tuyến giáp của động vật này đó, là mình sấy khô mình bán ra đó, thì ngày nay mình không còn sử dụng những cái chất này nữa. Và cái hộp con tuyến giáp là mình sử dụng ở dạng tổng hợp thôi, dạng tổng hợp thì dạng có dạng L và dạng D. Ở Việt Nam á, thì không có dạng D, chỉ có dạng L thôi. Dạng D là dạng Dextro, còn dạng L là dạng Levo. Thì ở Việt Nam chỉ có cái dạng L này nó thông dụng hơn là dạng D. Ở Việt Nam chỉ có dạng L thôi, không có dạng D. Nhưng ở đây cũng có dạng L thôi là dạng Levo. Thì đây có cái hộp môn tiếng giáp á, thì có LT4, LT3, hoặc là cái dạng phối hợp T4 phối hợp với T3. Vậy thì để mình coi khi nào thì sử dụng T4, khi nào sử dụng T3, khi nào thì sử dụng cái dạng phối hợp này. Thì đối với LT4 á, là levofloxacin á, thì thường á, đây là dạng thông dụng nhất. Thường thì mình sử dụng để điều trị thay thế, điều trị thay thế như là trường hợp suy giáp hoặc cứng giáp lên thường. Cái dạng này thì mình đây là cái dạng thường sử dụng. Cho những trường hợp điều trị như thay thế. Còn trong trường hợp mà tại vì em nhớ là T4 thì tác dụng yếu nhưng kéo dài, T3 thì tác dụng mạnh nhưng mà ngắn. Cho nên trong những trường hợp không có khẩn cấp thì sử dụng T4 chứ không có sử dụng T3. Không có sử dụng T3. Còn T3 thì được chỉ định trong những trường hợp khẩn cấp như là điều trị hôn mê do suy giáp. Hôm nay do suy giáp thì mình muốn có tác dụng nhanh thì mình sử dụng T3 và không có cái T4 để nó có tác dụng kéo dài. Trong cái tình huống bình thường tại sao mình không có sử dụng T3? Tại vì T3 tác dụng mạnh nhưng mà nó ngắn, cho nên khi mình hút vô những cái triệu chứng mà của cái hậu môn suy giáp khi mà đánh trong người hồi hộp nóng nó dễ thấy đó. Thế là mình đó, cho nên mình không có sử dụng cái T3 trong những cái trường hợp thông thường đó. Hoặc một cái chỉ định nữa là điều trị thử có nghĩa là gì? Ví dụ như một bệnh nhân có triệu chứng suy giáp, ví dụ như một bệnh nhân có triệu chứng suy giáp như là mệt mỏi, buồn ngủ, giảm trí nhớ, nhịp tim chậm và sợ lạnh đi, những bệnh nhân có những cái triệu chứng mình nghĩ là suy giáp. Nhưng mà bệnh nhân ở cái nơi ở là bệnh nhân không có điều kiện để làm xét nghiệm định lượng tê sắt hoặc là FT4. Những cái xét nghiệm này xét nghiệm chuyên sâu ở dưới huyện rồi đó, không có làm cái xét nghiệm này. Mình nghĩ có khả năng bệnh nhân bị suy giáp thì mình sẽ điều trị thử, mình sẽ điều cho hộp môn tuyến giáp để điều trị thử. Nếu mà đúng là cái triệu chứng này là suy giáp thì mình đưa hộp môn tuyến giáp vô, những cái triệu chứng này nó sẽ cải thiện mình. Do vậy đó, xong sau đó mình cũng vẫn phải làm xét nghiệm để điều trị lâu dài cho bệnh nhân. Thì khi mà điều trị thử như vậy đó thì người ta chọn T4 chứ người ta không chọn T3 chứ người ta không chọn T4. Tại vì sao? T3 tác dụng mạnh nhưng ngắn, cho nên khi mình cho trong những cái trường hợp này mình cho vô, nếu là suy giáp thì cái triệu chứng suy giáp nó cải thiện nhanh. Còn nếu mà không phải suy giáp thì những cái tác dụng khó chịu của cái hormone này nó như là đánh trong một trường hợp luôn tay cũng nhanh hết. Cho nên chỉ định trong trường hợp điều trị thử. Một cái chỉ định mà sử dụng T3 nữa là suy giáp do thiếu men đệ nhớ tina. Em nhớ là cái enzyme này là gì? Để nó cắt iốt ra khỏi acid amin tyrosine đó, là nó chuyển T4 thành T3 đó. Thế cho nên thiếu cái hormone này thì điều trị bằng T3 không, T4 nó đâu có tác dụng này. Thiếu hormone này thì T4 không chuyển thành T3 được. Rồi thêm cái nữa là nếu bệnh nhân bị nhắc lại đó, ví dụ như bệnh nhân suy giáp mà mang thai, thời gian mang thai thì mình sử dụng T4 hay T3. T4 thấy là cái liều nó sẽ cao hơn bình thường đó. Rồi một cái dạng nữa là dạng đa phối hợp T4 với T3. Và trong khi mà điều trị thay thế thì ta muốn sao mà nó phải giống với sinh lý á. Giống với sinh lý là sao? Tức là trong trường hợp những cái bệnh lý là suy giáp á, thì nó vừa có cái trong cơ thể mình á, bình thường thì nó có T4 và T3.
cái nồng độ trong máu T4 nó nhiều. Cái ba nữa, thì cái điều kiện thay thế ta muốn nó giống hệt vậy đó, nha, nó giống hệt vậy đó, thì người ta sẽ có cái dạng phối hợp giữa T4 với lại T3, phối hợp với T4 ta theo những tỷ lệ khác nhau. Tỷ lệ lớn thì luôn luôn là tỷ lệ của T4, tỷ lệ nhỏ này luôn luôn là cái tỷ lệ của T3, tỷ lệ 4:1, 5:1 hoặc là 7:1, nha, nó có nhiều tỷ lệ khác nhau. Và thường á, những cái thuốc mà nó ở dạng phối hợp luôn luôn nó sẽ mắc hơn là những cái thuốc ở dạng đơn chất. Thì những thuốc này á, khi mà sản xuất một thời gian thì người ta thấy là nó không có khác gì với T4. T4 nó rẻ hơn, và khi mình sử dụng mình uống vô thì T4 nó sẽ tới tế bào, thì đa số T4 nó sẽ chuyển T3 có luôn luôn hai dạng, và nó rẻ tiền ha. Nói vậy thì không phải là cái thuốc này nó hoàn toàn nó không có lợi, nhưng mà ở một số ít người đó thì có một cái tỷ lệ phối hợp, một tỷ lệ nhỏ của T3, thì cái triệu chứng suy giáp nó cải thiện nhanh hơn ha. Cho nên ở những người đó thì sử dụng cái dạng này. Cho nên những cái thuốc đấu thầu vô suy giáp là cái dạng thông dụng nhất là dạng T4 levothyroxine ha, đây là cái dạng thông dụng nhất. Cái cách sử dụng của cái hormone này nha, là luôn luôn mình không có bắt đầu liền vô cái liều lúc đầu, mà mình bắt đầu từ cái liều nhỏ và mình tăng dần nha. Mình theo dõi cái triệu chứng làm sao, theo dõi cái nồng độ te sắt, theo dõi cái T4 tự do để mình điều chỉnh liều nha, để điều chỉnh liều, chứ mình không có sử dụng cái liều vô cái liều lúc đầu liền. Tại mình sử dụng cái liều cao từ đầu nó dễ có những cái chịu. Và theo cái này mình sẽ tăng cái liều chậm mỗi 6 tuần. Mình sử dụng từ cái liều thấp rồi mình mỗi lần tăng lên 25 microgram, và mình tăng mỗi 6 tuần mình tăng lên lần. Mình theo dõi cái nồng độ T sắt với nồng độ FT4. Và nếu mà quá liều thì T sắt lên sao? Quá liều thì T sắt nó sẽ giảm ha. Quá liều T sắt sẽ giảm, và duy trì T sắt trong khoảng 0,6 cho tới 4,6 microgram trên lít. Và cái nếu mà trường hợp mà suy giáp nguyên phát thì người ta sẽ theo dõi chủ yếu là nồng độ T sắt, còn suy giáp thứ phát thì người ta theo dõi FT4. Suy giáp thứ phát cái tê sắc nó có thay đổi không? Không thay đổi. Suy giáp thứ phát nó thiếu tê sắc rồi thì mình em vô nó không có thay đổi cái tê sắc. Nhưng mà suy giáp nguyên phát thì tê sắc nó sẽ thay đổi đó. Cho nên suy giáp nguyên phát thì chủ yếu là theo dõi cái tê sắc. Suy giáp nguyên phát thì cái tê sắc nó sẽ tăng đó. Nha, mình đưa vô sao duy trì cho cái tê sắc nó nằm ở trong giới hạn bình thường đó. Còn suy giáp thứ phát thì cái theo dõi chủ yếu là FT4, tại vì cái tê sắc nó không thay đổi. Đối với những người lớn tuổi, đối với người cao tuổi, là người từ 60 tuổi trở lên thì dễ có bệnh lý gì? Dễ có bệnh tim mạch, bệnh mạch vành. Cho nên ở người lớn tuổi là nếu mà có cái suy giáp mình phải sử dụng hộp ôn tuyến giáp thì phải khám kiểm tra tim mạch trước. Nếu mà có bệnh lý suy vành đó, thì muốn điều trị hậu môn tuyến giáp thì phải cho bệnh nhân nhập viện, thì rất là nguy hiểm nè, cơ vô nó dễ bị nhồi máu cơ tim á, cho bệnh nhân vô nhập viện rồi mình sẽ điều chỉnh cái liều của cái điều trị suy vặn, và cái điều chỉnh cái hậu môn tuyến giáp mình cho cái liều thấp hơn nữa, và mình tăng chậm hơn nữa so với cái người trưởng thành ha, so với người trẻ. Mà có những trường hợp đối với cái người mà có bệnh mạch vành á, có nhiều khi mình điều trị chưa có hết cái triệu chứng suy giáp, nhưng mà mỗi khi mình tăng lên á thì cái tim ta chịu không được, ta lên cân cao thắt được, mặc dù mình đã điều chỉnh cái liều nó rồi, nhưng mà cái nhịp tim nó vẫn nhanh lên ta chịu không được, thì lúc này mình chấp nhận điều trị thay thế một phần thôi. Mình còn suy giáp ít thôi, không có. Đối với người mà có bệnh mạch vành á, có nhiều khi mình điều trị chưa có khỏi cái suy giáp hoàn toàn. Những cái xét nghiệm, những cái lâm sàng mà theo dõi điều
điều trị bằng hormone tuyến giáp nè. Thứ nhất là kích thước tuyến giáp nha. Nếu mà trường hợp tuyến giáp đơn thuần nó có đáp ứng thì sao, cái tuyến giáp nó từ từ nó sẽ nhỏ lại nha. Thường thì cái tuyến giáp đơn thuần là tuyến giáp mà to ở khoảng 1A hoặc là 1B đó, thì cái tuyến giáp nó có thể nhỏ trở lại bình thường. Còn nếu mà tuyến giáp nó lớn hơn nữa đó, thì thường là để cho nó cái cổ mình trở lại bình thường, nó chỉ có phẫu thuật thôi, chứ là nó cũng trở lại bình thường. Rồi cái cân nặng, nếu mà quá liều thì cân nặng sao nha? Giảm ha, quá giống như là bị cường giáp á, cái quá trình thoái hóa nó trội đó, nhịp tim quá liều, nhịp tim tăng, tim quá quá liều thì chạy, rồi cần lên sàn. Cái nếu mà quá liều thì té sắt nó giảm. Điều trị hormone tuyến giáp và điều trị T4 và duy trì theo mấy em thì duy trì TSH ở cái mức bình thường, bình thường thấp và bình thường cao, nó phải là bình thường thấp và bình thường cao. Hả? Bình thường thấp và bình thường cao nè, bình thường thấp. Hồi nãy mình cô nói rồi, cái T4 thì nó qua nhau hai ít, phải không? Nó qua nhau hai ít. Và thứ hai nữa là cái có cái hợp hai cái nhu cầu cần cái hormone này nó cao nữa, thì mình phải sử dụng cái liều cao. Cái liều cao thì nếu mà liều cao thì cái TSH của nó là nó thấp, cho nên khi mà người ta nói là điều trị cái T4 này á, duy trì TSH ở mức bình thường thấp hay là bình thường cao thì mấy em sẽ biết là ta sử dụng liều thấp hay liều cao đó. Đây là gì? Đây là những bệnh nhân nha, bé bị suy giáp bẩm sinh á, suy giáp bệnh bẩm sinh. Cái suy giáp có thấy vậy chứ là nó khó phát hiện lắm. Và cái suy giáp là bẩm sinh á, nếu mà mình phát hiện trong trong 2 tuần đầu mình bù đủ hormone tuyến giáp thì nó sẽ không để lại di chứng ha, nó không để lại di chứng kinh thực kinh hoặc là phát triển về thể chất. Nếu mà mình phát hiện trễ á thì nó sẽ ảnh hưởng phát triển ở trên não, nó ảnh hưởng tới sự phát triển chiều cao. Thì ở đây các em nhìn thấy là đây là em bé bị suy giáp và bẩm sinh. Cái đây là em bé của em bé này nhưng mà cái điều trị khỏi rồi. Cái mà suy giáp và bẩm sinh đó có nhiều khi khó phát hiện lắm. Em thấy cái triệu chứng là suy giáp em bé mà mới sinh á, ở giai đoạn sơ sinh các em thấy nó có cái tình trạng thường cơ sinh lý không? Cái tai nó khi nó nằm nó sụi xuống giống như là cái người bình thường không? Luôn luôn cái co tai co chân lên, không? Cái đó là cái tình trạng thường cơ sinh lý. Còn em ở em bé mà nó bị suy giáp á, thì thường là nó sẽ bị nhồi cơ, cho nên nó nằm xuôi ra giống như là bình thường, hay nó nằm tung ra đó giống như bình thường, rồi nó bị nhồi cơ, cho nên cái cơ thành bụng nó bị yếu, có nhiều khi nó bị thóc bị rốt. Tóc bị thành phần à, rồi những cái mô mềm của nó phát triển nó phát triển nhiều đó, cho nên nó bị to, nó nằm không kích à, nó có tình trạng phù nghiêm nữa, cho nên nó ngủ hay bị ngáy, ai ngủ nó ngáy. Và những cái em bé mà bị suy giáp á, thì nó ít có quấy khóc đó, nó nằm nó ngủ hoài à, nó ít có quấy khóc. Nhưng mà mấy em thấy những cái em bé sơ sinh đó, nó cũng có khi nằm, có một số em bé nó cũng có quấy khóc, nó nằm ngủ hoài à, nó ngủ nhiều hơn là ít, cho nên nhiều khi không phát hiện được. Nếu mà không phát hiện được mình điều trị trễ đó thì nó sẽ để lại di chứng về cái phát triển về thần kinh về chiều cao. Còn nếu mà trong thời kỳ 2 tuần đầu của thai kỳ mình phát hiện được, mình điều trị cái hormone tuyến giáp đủ thì nó sẽ không để lại di chứng. Ở vậy mấy em thấy những cái em có rồi, những cái em bé mà nguy cơ cao về mắt thì mình là duy trì đó, người ta thử máu chân trong năm này thử đó.
đứng nói một chân để tầm soát những cái bệnh đó, thì gì trong đó đây là gì? Đây là suy giáp ở người lớn á. Nên thấy là hình là hình A là cái người này bị suy giáp này. Rồi cái hình B này đều bị hỏi. Mình nhìn thấy nó rất là khác ha. Nhưng mà thật ra bé nhìn từng nét là một người đó ha. Cái người A là bị suy giáp nè, người ta có bị phù niên nè, có cô dễ đụng dễ gãy nè, để mặt cô cảm nè, vàng da cho tăng cao tên nè. Còn cái gì nữa này, có thấy là bắt phù tổng cái
chế quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp ở giai đoạn bắt thì giống. Đây nè, những cái dòng này nó có một số điểm là giống gì đó, từ nó cũng có quá trình ăn mòn, nó cùng kích thước, nó có thứ nhất dễ hút ẩm, ha, cho nên nó ức chế tổng hợp hormone tuyến giáp ở giai đoạn bắt thì giống. Rồi cái tuyến giáp vô cơ nồng độ cao, hay có nhớ hồi nãy tôi nói tuyến giáp vô cơ nồng độ cao là điều trị chế tổng hợp hormone tuyến giáp theo cái hiệu ứng gì không? Hiệu ứng bôn gai cóp, hiệu ứng bôn gai cóp. Thì thường thì cái liều mà tuyến giáp mà để chế tổng hợp hormone tuyến giáp là từ 5mg trở lên. Nhưng mà trong điều trị sử dụng tuyến giáp vô cơ này để ức chế tổng hợp hormone tuyến giáp thường người ta sử dụng liều rất là cao, 50-100mg, 50-100mg sử dụng tối đa là 2 tuần. Nếu kéo dài nữa thì sao? Thì nó sẽ có hiện tượng mất tiết chế. Cái cơ chế của cái thuốc này là ức chế tổng hợp hormone tuyến giáp. Thì mấy em nhớ hồi nãy cô nói là ức chế nó quan trọng nhất là ở cái khâu nào không? Ở cái giai đoạn nào không? Cái giới vô cơ nồng độ cao, giai đoạn phóng thích T3 và T4 vào trong máu. Giai đoạn phóng thích T3 và T4 vào trong máu. Vậy thì nếu mà mình so sánh với cái nhóm Tionamic á, thì cái thuốc này á nó sẽ có tác dụng cải thiện cái triệu chứng cường giáp nhanh hơn. Tại vì nó chế phóng thích T3 và T4 vào trong máu. Phải không nè? Ha, cho nên nó sẽ cải thiện cái triệu chứng cường giáp nhanh hơn. Rồi có thêm một cái tác dụng nữa. Làm em học bệnh học á, em khám mà cường giáp á, ở trên bệnh nhân cường giáp các em bệnh nhân Bajedo đó, các em đặt cái ống nghe trên tuyến giáp, các em nghe được gì? Nghe được âm thổi trong khu và sờ lên có những trường hợp bị thung miêu. Cái nó có triệu chứng thung miêu là do gì? Là do tình trạng tăng sinh mạch máu ở tuyến giáp. Vì trong cái sử dụng iốt vô cơ nồng độ cao này, ngoài nó chế phóng thích T3 và T4 thì nó còn làm giảm tăng sinh mạch máu ở tuyến giáp. Cho nên ở trong những cái bệnh nhân mà bị cường giáp á, điều trị là gì? Điều trị nội bằng Tionamic, điều trị ngoại phẫu thuật cắt bỏ một phần tuyến giáp, điều trị bằng iốt phóng xạ. Điều trị bằng iốt phóng xạ thì ở cái trường hợp mà người ta điều trị chọn cái phương pháp phẫu thuật cắt bỏ một phần tuyến giáp thì trước khi mà phẫu thuật thì người ta sẽ cho iốt vô cơ nồng độ cao 2 tuần trước khi phẫu thuật. Để gì? Để làm giảm tăng sinh mạch máu ở tuyến giáp, để khi mổ mình bóc tách dễ, chứ là tách chảy máu. Cho nên cái điều trị này thường áp dụng trước khi phẫu thuật tuyến giáp. Nhớ cái hiệu ứng này tối đa là 2 tuần thôi, nếu kéo dài hơn nữa nó sẽ có tình trạng phóng thích chế, và tiếp tục kéo dài hơn nữa thì nó sẽ gây cường giáp. Chỉ định cái vết vô cơ nồng độ cao là chỉ định trước khi phẫu thuật tuyến giáp, phẫu thuật để điều trị cường giáp á. Điều trị cơn bão giáp, tức là cơn cường giáp cấp, hoặc là muốn giảm nhanh triệu chứng cường giáp, mình muốn giảm nhanh cái triệu chứng cường giáp. Cái tác dụng phụ khi mà sử dụng iốt vô cơ thường là sẽ bị cái triệu chứng bị viêm tuyến nước bọt, hoặc là nó có những cái triệu chứng giống như là bệnh huyết thanh á, cũng là bị dị ứng. Rồi một cái thuốc nữa nó cũng có tác dụng điều trị cường giáp là iốt phóng xạ. Thì cái iốt phóng xạ này á thì ta có thể sử dụng iốt 131 hoặc là iốt 123. Và thường á người ta hay sử dụng iốt 131, thì iốt 123 thì thường dùng để chẩn đoán bệnh nhiều hơn. Thì cái cơ chế mà của iốt xạ này á là nó làm mà tiêu hủy các mô tuyến giáp. Sử dụng cái iốt phóng xạ này á, phương pháp điều trị này á, ta gọi là phẫu thuật không bằng dao, vô nó là phá hủy các tế bào tuyến giáp á. Và cái iốt phóng xạ này được chỉ định khi mà bệnh nhân đa số là cho bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nhân lớn tuổi hoặc là bệnh nhân đã từng điều trị nội bằng Tionamic rồi.
bị tái phát nhiều lần ha. Hoặc là những cái bệnh nhân mà có cường giáp mà cái tuyến giáp nó to đó, mà cái thể trạng yếu không có cho phép phẫu thuật thì mình sử dụng iốt cũng đã. Và đặc biệt là cái iốt phóng xạ này á, nó sẽ phù hợp đối với cái u động tuyến giáp. Cái nhược điểm lớn nhất của iốt phóng xạ này là gì? Là suy giáp, là điều trị suy giáp. Nó vô nó phá hủy tế bào tuyến giáp. Ví dụ như em điều trị, em muốn nó phá hủy tế bào tuyến trong cường giáp, em muốn nó phá hủy một phần thôi, còn một phần để chịu lại nó sản xuất hoặc bơm tuyến giáp. Nếu mà mình đưa quá liều thì nó sẽ còn lại cái số tế bào tuyến giáp nó còn lại ít thì nó gây suy giáp. Nhưng mà cái iốt phóng xạ này á, nó ví dụ như mình đưa về cái trạng thái bệnh giáp rồi, thì sau đó những cái tế bào tuyến giáp từ từ nó sẽ bị tiêu diệt tiếp tục nữa, cho nên có thể là 5% suy giáp nó tăng theo hàng năm á, cái cộng dồn khoảng nó vẫn tăng 5% cái nguy cơ suy giáp hàng năm, tới lúc nào đó suy giáp là chắc chắn. Và những năm sau đó một số tế bào tuyến giáp nó bị phá hủy dần dần tới suy giáp. Nếu mà suy giáp thì mình phải đưa hormone tuyến giáp vô điều trị thay thế suốt đời thôi. Cho nên là còn cái khúc này đó là thường ta sử dụng ở người lớn tuổi, ở người trẻ không phải là chống suy giảm, nhưng mà ở người trẻ thì phải cân nhắc ở người trẻ thì đời sống nó còn dài lắm, mà khi mà bị tới suy giảm rồi cái thời gian mình sử dụng hormone thay thế nó dài lắm. Không cho iốt vô cơ nồng độ cao trước khi xạ trị.
ví dụ như đang chọn cái phương pháp điều trị cho cái người này là điều trị bằng iốt phóng xạ, điều trị bằng iốt phóng xạ, thì trước khi sử dụng iốt phóng xạ 2 tuần men không có được sử dụng iốt vô cơ nồng độ cao. Tại vì khi men sử dụng iốt vô cơ nồng độ cao thì cái iốt vô cơ này nó sẽ tập trung vô trong thiết giáp, thì tới khi mình sử dụng iốt phóng xạ nó làm giảm cái độ tập trung của iốt phóng xạ. Điều trị cường giáp nó có 3 cái phương pháp là điều trị nội là giống Tionamic nè, điều trị bằng iốt phóng xạ, điều trị bằng phẫu thuật. Mỗi một cái phương pháp điều trị nó đều có ưu nhược điểm khác nhau. Đối với cái giống Tionamic thì cái nhược điểm lớn nhất của nó là tái phát. Còn cái đối với cái iốt phóng xạ thì cái nhược điểm lớn nhất của nó là suy giáp. Còn đối với phẫu thuật thì cái này nó sẽ phụ thuộc vô tay nghề chứ không được tiên. Nếu mà mình không có kinh nghiệm mình cắt nhiều quá mình chừa thì gây suy giáp, còn nếu mình chừa nó nhiều quá thì vẫn còn cường giáp. Trở lại cái nhóm Tionamic gọi là nhóm thuốc kháng giáp tổng hợp, thì cái nhóm Tionamic này em thấy là có 3 cái bản chất là Metionamic, tiền dược của metimazon, còn mấy cái thuốc kia đó, mấy cái thuốc mà có ở trong bài của mấy em đó là những cái thuốc đó là tiền dược ha. Còn đây là hai mặt chất chính của metimazon và capimazon. Capimazon nó là tiền dược của metimazon. Cái nhóm thioimidazon này á, nó có tác dụng mạnh gấp 10 lần so với nhóm thioimidazon, cho nên thường nó thì cái sử dụng cái hàm lượng này nó nhỏ hơn, không phải cũng bằng 1/10 của cái nhóm Tionamic đâu. Và cái nhóm Tionamic này nếu mà so với nhóm Tionamic á thì nó dễ gây dị ứng hơn, với lại nó có một cái tác dụng phụ nó khác với nhóm Tionamic á là nó bị gọi là miệng có bị kim loại lắm em, là do ăn không ngon là do miệng có bị kim loại đó, thì tâm bị kim loại đó, gọi là gì đó, không quên cái từ mà. Nhưng mà đại khái là cái tác dụng phụ này là rối loạn vị giác, làm miệng có bị kim loại cho nên ăn không ngon. Tionamic, nhưng mà ta sẽ chọn là Meteo.
người ta sẽ chọn metal, tại vì cái metamaton này đó nó sẽ gây dị dạng bào thai, cho nên và trong cái trường hợp của bệnh nhân bị cường giáp thời gian mang thai thì nó không ảnh hưởng tới cái bào thai đó, thì người ta sử dụng cái liều thấp thôi, có thể là chưa có kiểm soát được cái cường giáp nhưng mà chưa có làm thoát cường giáp nhưng mà nó làm giảm bớt cái triệu chứng cường giáp thôi, nhưng mà người ta vẫn chấp nhận để nó không ảnh hưởng tới bào thai. Cái là điều trị một phần thôi, tới khi mình sinh con rồi thì ta mới điều trị. Và để nói trên cái người mang thai á, mấy em đọc tài liệu á, mấy em có thể thấy một là ta nói là sử dụng meto và probenzolazin á, sử dụng hết cái thai kỳ, nhưng mà cũng có trường hợp mấy em thấy người ta sử dụng 3 tháng đầu á, thì người ta sử dụng cái meto rồi 6 tháng sau thì người ta sử dụng cái metimaton. Thì cái mà sử dụng cái BTO suốt cái ba hai kỳ thì em hiểu rồi không, nhưng mà cái trường hợp mà ta sử dụng 3 tháng đầu thì ta sử dụng BTO và 6 tháng sau ta sử dụng metimazon là cho cái BTO trên người mang thai á, nhưng mà sử dụng kéo dài nó dễ bị viêm gan, nó dễ bị những cái triệu chứng viêm gan, cho nên 3 tháng đầu thì người ta sẽ sử dụng BTO. 3 tháng đầu là 3 tháng hình thành cái những thành phần hai dây đó, thì người ta sử dụng metimazon thì nó có nguy cơ gây ung thư đó. À, cho nên mấy em khi mà trong học trong cái phần điều trị mấy em sẽ thấy có hai trường phái, hoặc là người ta sử dụng meto thuốc hai kỳ luôn, hoặc là 3 tháng đầu sử dụng meto rồi 6 tháng sau người ta sử dụng metimazon. Chỉ định sử dụng cái nhóm atiolamic định là để là điều trị cường giáp, ung độc tuyến giáp, cơn bão giáp. Nó tóm lại những cái trường hợp bị cường giáp mà cái phương pháp điều trị nào á thì cũng phải điều trị bằng cái tiotamic để đưa về bình giáp, để đưa về bình giáp rồi mới điều trị tiếp. Bây giờ là điều trị bằng cái gió phóng xạ. Nếu mà bệnh nhân chưa có bình giáp còn cường giáp á thì nó sẽ có nguy cơ gì? Nó sẽ có nguy cơ cơn bão giáp. Ví dụ nó phá hủy cái tế bào tuyến giáp thì nó sẽ phóng cái hormone tuyến giáp ra, sẽ gây cơn bão giáp, hoặc là phẫu thuật cũng vậy, đem cắt cái tuyến giáp ra đó mà nó còn nhiều cái hormone trong tuyến giáp, nó cắt tuyến giáp ra thì những hormone trong tuyến giáp nó phóng thích ra, sẽ gây cơn bão giáp. Cho nên cái phương pháp điều trị nào đó cũng phải trước đó cũng phải điều trị bằng cái nhóm tiotamic để đưa về cái tình trạng cường, cái tình trạng bình giáp rồi mới điều trị tiếp. Nhược điểm lớn nhất của cái tiotamic là gì? Là tái phát. Để giải thích cho tại sao cái thuốc này á nó dễ tái phát á, thì mình biết là đây là cái trường hợp bình thường, cái nang giáp nha, cái nang giáp nó có những cái lì sắt to để cho cái hormone tái phát giáp ra, để nó có tác động vào hormone tuyến giáp, và khi mà cái hormone tuyến giáp nó tăng lên tới mức độ nào thì nó chế ngược lại để nó ngưng cái tái phát nha, thì đây là cái trường hợp bình thường. Đây là bình thường. Còn trong cái bệnh lý bệnh ba sợi đô á, hoặc là bệnh gọi khác là bệnh ra, thì cái bệnh này đó nó trong cơ thể có những cái tế bào miễn dịch á, nó sẽ sản xuất ra kháng thể, bệnh này gọi là bệnh tự miễn á, nó sẽ sản xuất ra cái kháng thể, cái kháng thể này nó chống lại cái cụ thể T khác, nó chống lại, nhưng mà em hiểu là nó vậy nè, nó gắn vô cái điện sinh học T khác và nó tác dụng giống như T khác ha, nó tác dụng cô thiết giáp T3 và T4 này. Và thì nó sẽ gây nó tăng thì nó sẽ gây hội chứng cường giáp, cái gây hội chứng cường giáp và đồng thời cái nồng độ này nó cao á thì nó sẽ feedback lên cái tuyến yên ngưng tiếp tê sắc, nó không có tiếp tê sắc nhưng mà cái kháng thể này nó vẫn kích thích tiết hormone cho nên nó gây hội chứng cường giáp. Cho nên trên bệnh nhân 3 giờ đô thì mấy em sẽ thấy gì? Thứ nhất là mấy em định lượng cái nồng độ FT4 nó tăng. Thứ hai là T sắc nó giảm. Và ở trong máu có cái kháng thể kháng cái cụ thể T sắc. Và cái T nó thì nó giảm. Thứ ba là cái kháng thể kháng cái T sắc và cái T thi đó. Đó. À, cho nên cái bệnh 3 giờ đô là một bệnh tự miễn. Thì mình sử dụng cái nhóm tiotamic á, điều trị hết cái cường giáp này á.
do thứ nhất là nó ức chế quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp, thứ hai đó là nhóm thuốc ức chế miễn dịch, nó ức chế tạo kháng thể là nhóm thuốc ức chế miễn dịch ha. Nhưng mà mấy em thấy những cái bệnh tự miễn đó, thì nó luôn luôn là nó dễ tái phát lắm, nó dễ tái phát, cho nên đây là cái thuốc mà điều trị thường giáp dễ tái phát, cái tỷ lệ tái phát nó hơn tới hơn 50% luôn. Trong những cái tác dụng phụ của nhóm thuốc kháng giáp tổng hợp, tức là nhóm thiolamic ha, thì các em lưu ý là tác dụng giảm bạch cầu hạt, nó là cái nhóm thuốc ức chế miễn dịch, cho nên nó sẽ ảnh hưởng lên tế bào máu. Nếu mà nó ảnh hưởng tới ba dòng á thì nó gây suy tỷ, ba dòng bạch cầu tiểu cầu thì nó gây suy tỷ, nhưng mà trong ba dòng tế bào máu thì cái dòng mà nó ảnh hưởng nhiều nhất tại gì là bạch cầu hạt ha. Cho nên nếu mà mình xét nghiệm mà thấy bạch cầu hạt nhỏ hơn 500 mg khối máu đó, đây là do dấu hiệu bắt buộc mình phải ngưng thuốc ha, và nó thường xảy ra ở giai đoạn đầu, giai đoạn tấn công, giai đoạn điều trị tấn công, kiểu trước này nó hay xảy ra đột ngột lắm, nó hay xảy ra đột ngột lắm. Mặc dầu ở trong cái giai đoạn mà người ta sử dụng điều trị tấn công đó, người ta sẽ theo dõi cái công thức máu định kỳ, bởi vì vi mới cứ từng rồi đó mình theo dõi công thức máu mình thấy bạch cầu nó bình thường, nhưng mà cái tuần sau là cái bạch cầu nó sẽ bị giảm đột ngột, và thường thì nếu mà bạch cầu nó giảm thì cái chỗ nào là dễ bị nhiễm trùng nhất ha, cái vùng động, cho nên ví dụ như ấy mà sử dụng thuốc này á, ở giai đoạn nhất là giai đoạn tấn công á, mình thấy bệnh nhân có cái triệu chứng là viêm họng á, đau họng á, sốt đau họng á, thì nhớ kiểm tra lại công thức bạch cầu. Nếu mà bạch cầu nó Bye.
đồ pin vô ra xin đó, thì ngoài cái ức chế là tổng hợp một môn lý giáp ở hai giai đoạn là giai đoạn oxy hóa đi bớt và đi lớp bớt đi, nó còn có tác dụng ức chế T4 chuyển thành T3 ở ngoài biên nữa, ức chế T4 chuyển thành T3 ở ngoài biên nữa. Cho nên nếu mà mình nói cái lớp vô biết đó là nó ức chế cho nó làm giảm cái triệu chứng cường giáp chậm, nhưng là những cái thuốc mà nó làm giảm triệu chứng cường giáp nhanh nhanh nhất trong lớp vô vô nó biết là gì, là beto và clomipramine. Tại vì ngoài hai cái giai đoạn chế T4 chuyển thành T3 ở ngoài biên nữa, cho nên nó trong cái nhóm dionamic thì cái beto là tác dụng nhanh nhất. Cho nên em thấy trong trường hợp là cơn bão giáp á, là người ta sẽ sử dụng beto. Đây là những cái thuốc điều trị nhiễm chất nè, thuốc điều trị em học thuốc tim mạch rồi phải không? Thì cái triệu chứng cường giao cảm là triệu chứng nhanh chóng trong người hồi mở ổn hồi tay luôn như đó, thì đó là cái triệu chứng cường giao cảm. Thì để ức chế cái hệ thống giao cảm thì thường thì người ta sẽ chọn cái nhóm thuốc ức chế beta không cộng đồng, không chấm dứt chưa ức chế beta 1 và beta 2. Ví dụ như nhóm ức chế beta không cộng đồng, ví dụ như là clorazepam thì nó sẽ có những cái tác dụng phụ gì, nó sẽ chống chỉ định trên những bệnh nhân nào? Nếu mà nó ức chế beta, nó ức chế trên beta 1 trên tim phải không? Nếu mà nó ức chế trên beta 2 thì nó sẽ có triệu chứng gì? Thì co thắt phế quản. Cho nên trên bệnh nhân mà có cái bệnh nhân lý hen đó thì mình sử dụng ức chế beta không đồng lòng, nó tác dụng trên beta 2 người ta sẽ lên cơn hen. Cho nên nó sẽ chống chỉ định trên bệnh nhân hen. Và ở trong bệnh tuồng giáp đó, để ức chế giao cảm lựa chọn thuốc mà nên là lựa chọn nhất là cái clorazepam ức chế beta không cộng đồng, tại vì nó có ức chế T4 chuyển thành T3 cho nên nó phù hợp với điều kiện cường giáp. Nhưng mà ở trên những cái bệnh nhân mà có bệnh lý E hết có chống chỉ định sử dụng ức chế beta không cộng đồng thì mình có thể sử dụng cái nhóm thuốc ức chế beta có chọn lọc, ức chế beta có chọn lọc, hoặc là mình sử dụng cái nhóm chẹn trên canxi. Cái nhóm chẹn trên canxi mà em có nhớ cái nhóm thuốc này nó tác dụng trên nhịp tim không? Có hai nhóm, nhóm tác dụng trên tim, nhóm tác dụng trên tim bên mặt, phải không nè? Em học chưa? Hả? Thank you.